chim nha. Mọi người mà thấy vui vẻ nha. Lâu lắm rồi mà hôm nay mình mới lên live stream này. Nhớ mọi người qua đi. Triều Tiên nha. Vũ Minh Phương á. Không biết nào anh. Đến đi đón thôi anh. Nào nào. Đang bắt xe xuống đây rồi. Em chả biết báo biết linh tinh như thế nào được. Có ý thế là thế nào ấy. Cười gì anh Toàn ơi. Chào anh Toàn Triều Tiên nha. Chào Lưu Văn Hải nha. Anh Bảnh ơi, xem nhiều rồi mà chưa bao giờ được anh
Chào anh, chào anh em ai tạm hòa bình nha. Ờ, xin các anh em đang xem ảnh livestream nha. Anh kêu là tí anh không chụp nữa mà. Nếu mà thấy anh thì sẽ anh về. Anh đặt đĩa rồi. Anh chào Hải. Là chính lây sướng nhỉ. Nhờ em nhỉ. Người ca xem này sướng gì nhỉ? Em bảo là quá. Cả nhà chào mọi người đi ha. Chào em thấy bây giờ anh Nguyên nha, chào chú Vui đi nha. Quý mến bạn, fan của bạn thì cho cái livestream này lên. Anh chào Giang Ngọc Trịnh nhá. Cho cái livestream này của bạn lên 50k lạ, 20k mắc xem xem nào. Chào anh em buổi Thành Nguyên nha. Chào Giang Ngọc Trịnh nha. Không có chuyện Bích Phương. Mình nhớ mọi người, anh nay xin coi, không có gì cả.
gần 55 tuổi rồi mà vẫn còn coi cắt tóc giống anh, giờ vẫn cắt tóc với người đàn anh. Ok. Anh Huấn đây, anh yêu của em ơi, anh yêu của em ơi.
ơi. Mời chia sẻ đi, mời 5k rồi. Hôm nay Bảnh lên livestream không có vấn đề gì cả. Bảnh thì là mấy hôm nay Bảnh Bảnh ốm, Bảnh không lên livestream được. Bảnh nhớ mọi người, Bảnh lên livestream thôi. Bảnh lên livestream để gặp mọi người và nhớ mọi người thôi mọi người ơi. Vậy cho nên là Bảnh đang ốm cho nên là mọi người đừng sửa cho Bảnh lên 20k mắt xem nào mọi người ơi. Đây này thôi. 4k nữa rồi mọi người ơi, là Bảnh khỏi ốm luôn. Anh Huấn đây rồi, anh Huấn đây rồi, anh yêu của em đây rồi. Anh yêu anh Bảnh. Ồ, yêu anh Bảnh quá. Yêu anh Bảnh quá. Đây này, anh Huấn nhầm với nhầm bạn. Đây. Đây này bạn, yêu anh Bảnh quá. Đủ luôn. 17 thôi. 17 thôi mọi người ơi, 3k nữa thôi. 18 thôi. Chỉ đơn giản như là các bạn mấy ngày không livestream mà hôm nay lên livestream gặp mọi người, chào mọi người và bảo mọi người cho bạn nhìn thấy 20.000 người. Thế thôi. Mọi người nhỉ. 18 rồi, 18. Tuấn Anh ơi, bạn ơi. Chào tất cả 18k người đang xem Bảnh livestream nhá. Chào tất cả mọi người. 18k chào anh Gia Cát Tiên nha. Anh Huấn đây rồi, anh Huấn ơi, em yêu anh Huấn ơi. Anh Huấn ơi, mấy hôm nay em buồn quá anh Huấn ơi. Anh Huấn ơi. Em chào anh Quỳnh Trọng nha. 20k xem rồi mọi người ơi, lũ luôn rồi. Lên đi, lên tiếp đi. Mẹ ăn khá Bảnh này không biết làm gì mà nó hot thế nhở. 20k chưa? 20k. 20k. Hả? Trời ơi. 20k mất xem rồi. Thank you mọi người rất nhiều nha. Alo. 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 Ai mất rồi? Alo. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đến đây. Video Lào cậu làm anh máu quá. Video nào cậu làm anh máu quá là như nào ạ? Anh Huấn á. À quay 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 quay. Video nào cậu làm anh máu quá. Hai ba cao rồi. Cho mày. Cho mày. Ôi ơi, 2k rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là như nào? Hôm nay là đơn giản thì là các Bảnh ốm 5 ngày liền vừa qua. Và hôm nay các Bảnh lên livestream với mọi người. Hôm nay các Bảnh lên livestream với mọi người và muốn nhìn thấy mọi người. Và bây giờ lên 23k rồi. Yêu tất cả mọi người. Đúng là cái mạng Facebook này còn thằng nào hơn thằng các Bảnh ấy nữa. Em chào anh cái gì nhất nha. Alo ở đây. Lên cái phòng. Hả? Sợ thế ạ? Anh không thích á? Anh không thích thì anh chết cái mẹ nhà anh đi. Cái thằng cúc của nhà mày. Con chó điên này. Con ma điên. Để chào giữ nó nha, cho tất cả 24
người đang xem, 24k người đang xem nha. Gọi video chứ. Anh Huấn gọi số 519 đi anh Huấn ơi. Anh Đặng Nguyễn Tùng Dương nha. Lục ơi, 25k. Anh em ơi, anh em lên 30k đi. Anh em các tình yêu của Bảnh ơi, hôm nay có cho lên được 50k không? Em chào anh Cường Cá nha. Xa Bảnh nữa. Chỉ nghiên nghe Bảnh ra hết. Bảnh hôm nay live stream như nào? Bảnh hôm nay lên live stream chỉ đơn giản là như này. Nhìn những thứ nặng nề là của riêng ai. Bảnh hôm nay đơn giản lên live stream là như nào? 5 ngày vừa rồi Bảnh ốm, Bảnh không xuất hiện trên mạng được. Hôm nay Bảnh lên live stream để chào mọi người thôi. Chào mọi người thôi. Mà bây giờ 26k rồi, 26k đã xem rồi. Bảnh yêu tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Nếu mà mọi người nha, ở đây 26k thì 20k người thích Bảnh, 20k người thích Bảnh ấn vào nút chia sẻ thêm một lần nữa lên 50k luôn mọi người nha. Mọi người ơi, cho lên 50k mọi người ơi. Alo. Hả? Nhão thế nhở? À đấy ạ. Dạ vâng vâng. Thế thôi anh để em phát diễn vui vẻ anh nhá. Vâng em đang phát đây anh ạ. Thôi anh em mình vui vẻ nhá anh nhá. Thôi nhá anh nhá. Gọi điện bảo anh Khảo Ảnh ơi, anh xin em đừng phát trực tiếp nữa, ở đây nó loạn hết lên rồi em ơi, ở đây ai cũng muốn máy một máy, ai cũng ngồi xem em này, loạn hết lên rồi em ơi, anh xin em đừng phát trực tiếp hay quá nhở, để cho bọn anh uống rượu, ai cũng mỗi người một máy ngồi xem em để cho bọn anh uống rượu lú luôn lên 28 ra rồi, 27k rồi, lú rồi, lên 28 rồi, mọi người 30k đi mọi người ơi, anh đi chạy về lội luôn. Giờ em cũng cố gắng vào chạy ra chạy lỗi như anh. Hâm mà không phải như thế đâu em ạ. 28k. Mọi người chia sẻ mọi người ơi. Bảnh vừa nhận được cuộc điện thoại của một ông anh bảo là Khá ơi, em có thể tắt phát trực tiếp đi được không? Vì sao? Hai bơm của anh đang uống rượu mà bây giờ mỗi người một điện thoại, ai cũng vào ngồi xem em live stream. Em có thể tắt live stream được không? Anh xin em đấy, anh đang có việc quan trọng muốn bàn với mọi người ở đây mà ai cũng mỗi người một máy ngồi xem em live stream, không ai nghe anh nói cả. Lú không mọi người? Có lú không? Có lú không mọi người? Được rồi, 30k mục tiêu mọi người nha, yêu tất cả mọi người nha. 30k cho lên 50k và xem mọi người ơi. Alo ạ. Dạ. Cho gặp Tuấn ạ, đây gặp Tuấn đây. Alo ạ. Đóng hết rồi. Nhưng mà mắt những người đang chờ đây. Người ta đang xin Khá Ảnh tắt live stream đi để cho người ta đang họp cái vụ gì ấy. Ôi, làm nào đấy anh nhở? Bây giờ tôi xin tắt tiếp. 32k rồi. 32k rồi, người ta đang bảo các bạn là xin các bạn là hôm nay thôi không live stream để người ta họp cái vụ gì ấy, đang họp cái vụ gì ấy, mà mỗi người cầm một máy xem một Khá Ảnh live stream. Anh Khá hạn chế thành tiêu thôi, đang cổ hợp quan trọng.
đang đang của quan trọng. Quan trọng người ta cứ cuồng anh quá, người ta không họp được. Hay quá. Người ta cứ vào livestream người ta xem người ta không họp được. Lú luôn. Người ta livestream đi. Ba tư ca rồi. Dạ hạn chế. Đây lại gọi rồi. Alo. 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 Chào mọi người nha, chào 34 người, người đang xem ảnh nhá. Phải yêu tất cả mọi người. Hôm nay là như nào? Hôm nay là như này. Chào Ly Anny nha, hôm nay là 5 ngày rồi vừa qua Bảnh ốm, Bảnh không nên livestream được với mọi người. Bảnh cũng rất chi là nhớ mọi người, hôm nay Bảnh nhớ mọi người lắm. Mà hôm nay Bảnh cũng đang rất chi là ốm, nay Bảnh nên livestream với mọi người. Mà không bao giờ mình nghĩ là nhiều người xem Bảnh như này. Mọi người ạ, thì là bây giờ là 35k người đang xem Bảnh livestream. Người cho mình chia sẻ nữa. Những ai yêu mến Bảnh thì chia sẻ Bảnh cho đến 50k người đi, cho nó phá kỷ lục đi mọi người ơi. Mọi người cho lên 50k mắt xem đi xem nào. Chỉ đơn giản chỉ là xem Bảnh thế này thôi mọi người nhá. Người ta đây. Lại lên rồi ấy. Anh chỉ cần nói phát là lại lên luôn. Đây cũng là lần đầu tiên Bảnh được lên nhiều người xem như này đấy mọi người ạ. Quay lên. Em chào anh Bùi Xuân Huấn nhá. Em chào anh Đức Duy nhá. 300k người thôi rồi. Alo ạ. Cái anh này rất buồn cười nha, anh này bảo là các bạn ơi em có thể tắt livestream được không, để bọn anh đang có cuộc họp rất chi là quan trọng. Phải đẹp trai ăn chơi. Bọn anh đang có cuộc họp rất chi là quan trọng. Cậu quá đáng yêu quá cơ video. Hôn cậu cái nào. Ok anh em Huấn ơi. Phải đẹp trai. Em hot đêm nay rồi em ơi. Em được ngồi đây thôi mà 34k xem thì không hiểu nào anh ạ. Yêu tất cả mọi người nha, yêu tất cả mọi người lắm nha. Làm sao mà ra được. Em xài 8 cái máy tính trong tiệm net để xem livestream của anh. Xài 8 cái máy tính không thể lên. Chuyện alo ạ. Alo. Làm sao anh ơi? Anh bảo gì ạ? Anh bảo là bọn anh đang tắm bao nhiêu chứ, bọn anh có bảo là có một phần video mày chẳng tin đi. Đọc em đọc rồi. Vâng anh yêu nhá. Vâng. Là vâng em chúc các anh uống rượu ngon miệng anh nhá. Mẹ nó cứ cài cái đấy vào đây. Xóa đi em. Xóa lại hiện. Ok, thế là có gì anh em mình giao lưu với nhau anh nhá. Nhà em mới xây xong móng rồi anh ạ. Ok, em chào anh ạ. Nhìn những thơ lặng lẽ là có riêng ai. Mọi người 33k nghìn người đang xem Bảnh livestream. Những ai mà quý mến Bảnh á, thử ấn lại một lần nữa nút chia sẻ để xem nó có lên được 50k không nào mọi người. Thôi bên đây luôn. Lại hiện. Ô sao lại hiện? Lại hiện rồi. Thằng nào ấy? Em không biết. Hack rồi.
anh nói chuyện với chị về đây. Anh cứ nói chuyện đi. Sao mấy lần rồi không được anh? Từ lần. Anh đánh gọi xuống đấy đi. Thế bao em rồi? Cứ gọi xuống đấy. Hôm nay em đi mua. Hôm nay em đi mua nước. Hôm nay em đi mua nước có thằng. Tức là phải tăng một người khác rồi anh ạ. Phải tăng một người khác rồi. Sáng rồi. Xem ảnh này chắc chắn là chắc chắn tới đây là ảnh sẽ phải ra một bộ phim mới rồi mọi người ạ. Chắc chắn tới đây là ảnh sẽ phải ra một bộ phim hot cực hot. Nhưng mà phim ngắn thôi, ảnh chỉ đóng được phim ngắn thôi, ảnh không đóng phim dài mọi người ạ. 30k, anh bỏ 30k. Alo. Ai đây ạ? Vâng, em đang phát trực tiếp chị nhá. Chờ em tí ạ. Chị lên xem em phát trực tiếp đi chị. Phát trực tiếp ở trên Facebook là loạn lên này, này em đang phát trực tiếp 30k nghìn người xem này. Đây để em phát trực tiếp một tí nói chuyện chị nhá. Đúng rồi. Phải đẹp trai ăn chơi. Chú anh hỏi sao? 0343 063 160 0343 063 160 0343 063 160 1 1. Thôi ngày người xem là đủ mãn nguyện lắm rồi, bảnh vui lắm rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều rồi. Alo ạ. Em đây ạ. Em đây. Thử số tài khoản của em cho anh ạ. Dạ vâng. Anh thử số tài khoản cho anh. Ngô Bạc Á, ngân hàng MB Quân đội. Số tài khoản là 0300 193249. Ngô Bạc Á, ngân hàng mới quân đội. Mời anh em vào đây live stream trên ảnh là nghe nhạc thôi mọi người nhá. Vào đây quân đội. 0300 19 32 49. Rồi. Cái gì vậy? Không sao, có gì đâu. Chả 30k người đang xem ảnh live stream nhá. Vui vui quá, thật sự vui thật đấy. Đông người xem thật đấy. Bây giờ mình là chúng tôi mới chạy là lên 50k đấy. Như này đúng là không còn gì nữa rồi, không còn gì vui hơn nữa rồi đúng không mọi người? Chào Lưu Văn Huẩn nhá, em chào ông anh nhá. Đây lần lên nhiều nhất anh nhỉ? Dạ. Mọi người ơi, đừng chia sẻ đấy. Cần phòng lạnh lẽo, anh thấy buồn, anh thấy mọi mệt và anh nhớ về. Anh nhớ nụ cười mọi người nha, những ai đang xem mà bảnh live stream nha, bảnh chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và tí nữa mọi người đi ngủ ngon mọi người nha, bảnh chúc mọi người một tuần ngủ ngon luôn mọi người nha. B
Bây giờ là 9 giờ. Ai rảnh thì ngồi. Phải đẹp trai ăn chơi. Ai bận đi đâu thì là đi đi mọi người nhá. Bảnh. Em chào anh Khổng Quang nhá. Mình một ai quen. Phải đẹp trai ăn. Cô ca sĩ Bích Phương chưa? Phải đẹp trai. 032 0332 138 Phải đẹp trai ăn chơi. Thằng ca Đức Minh thế, thằng ca Đức Minh ấy. Xem nó là thằng nào ấy. Bả mặt đó. Thằng này hỏi tiếp à? Khỏi cuộc đời anh sẽ chấp nhận hết tất cả những điều vì anh quá yêu anh quá luôn chiều. Mấy ông liền rồi, hôm nay Bảnh mới lên sóng được. Hiện tại cơ thể Bảnh vẫn đang mệt này. Hát hay quá. Bây giờ cuộc sống Bảnh cũng có gì đâu. Thế nhưng mọi người ấy, ui dồi, 23k like rồi. 13k chia sẻ rồi. Cuộc sống Bảnh có gì đâu, đọc ăn rồi chơi thôi mà có gì đâu. Chán lắm mọi người ạ. Ai có những cái gì hay vui thì cứ bảo Bảnh. Anh chào Quỳnh Côn nha. Việt Nam mình được 18k. Là gì ai phát trực tiếp được? Bích Phương 18k. Anh nói chuyện mọi người đi anh. Mọi người bây giờ ai phát trực tiếp ai mà lên mạng phát trực tiếp. Ai mà lên mạng phát trực tiếp không chiêu trò gì. Không chiêu trò gì như vậy đây. Mình vào đây nhá.